Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn phần 47 của trình độ sơ cấp. Chủ đề của cái phần 47 này là Yi mei yuan, mai yi fu, yi dian si wan mei yuan de hua. Yi mei yuan, mai yi fu, 1 đô la hoặc là 1 mỹ kim, mai yi fu là mua một bức tranh á. Mai yi fu ở đây tức là yi fu hoa ở bên dưới. Mua một bức tranh nó thế nào? Yi tiền sư quan mì duyện, cái bức tranh nó trị giá 14.000 đô la Mỹ. Yi mì duyện mà yi phủ, yi tiền sư quan mì duyện tờ hoa. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe mình đọc trước một lần, sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết. Lĩnh lĩnh yi tiền Santiago trai nản mề, hoa yi mề duyện, mài lê yi phủ hoa. 2013 年, ta hở chi zi, chú trai yên của. Ta de chi zi, trai gia lì, khan đào lê zhe phủ hoa. Chuyệ de zhe shi yi gơ hoa gia, hoa de hoa. Ta trào đào lê zhe gơ hoa gia. Hoa gia sô, chơ sư ta 20 nền chèn, zài Âu Đà Lì Yà hoa đờ. Đàn sư, ta mên đô bù trí đào, chơ phủ hoa, vây sơ mơ chư lờ nán mê. Xên zài, chơ phủ hoa, chữ 1.4 mê yuán. Và sau đây thì xin mời mọi người sẽ nghe mình giải thích nội dung chi tiết nha. 2001 năm 2001 Santiago trai nản mề, hoa yi mề duyện mài lấy yi phủ hoa. Santiago ở Nam Mỹ, rồi hoa yi mề duyện là bỏ ra một đô thôi, một đô la, mài lấy yi phủ hoa mua một bức tranh. Như vậy là năm 2001 Santiago đã bỏ ra một đô la để mua một bức tranh ở Nam Mỹ, ở một quốc gia Nam Mỹ. 2013 年, năm 2013, ta hở chi zi trú zài yīng guò. Anh ấy và vợ sang sống ở Anh, trú zài yīng guò. Ta de chi zi zài jiā lǐ kān dào le zhe fǔ huà. Vợ của anh ấy ở nhà đã trông thấy hoặc là nhìn thấy zhe fǔ huà là bức tranh này. Vợ của anh ấy đã trông thấy bức tranh này ở nhà. Chuyệ tờ trơ sư, cảm thấy đây là gì nè? Dĩ cơ hoa chá hoa tờ hoa, đây là tức là cái bức tranh. Bức tranh nó như thế nào? Dĩ cơ hoa chá hoa, do một họa sĩ vẽ. Chuyệ tờ trơ sư dĩ cơ hoa chá hoa tờ hoa, cảm thấy đây là tranh của một họa sĩ vẽ. Tha trào tao là trơ cơ hoa gia, chị ấy đã tìm đến, trào tao là tìm đến, trào tao là trơ cơ hoa gia đã tìm đến cái họa sĩ này, người họa sĩ này. Hoa gia số, họa sĩ đã nói, tức là người họa sĩ này đã nói, trơ sư tha 20 nền chèn zài Âu Đà Lì Yà hoa đờ. Đây là tơ này, tức là tơ hoa đó, đây là cái bức tranh mà 20 năm trước ông ấy vẽ ở Úc. Âu Đà Lì Yà là Úc. Đây là cái bức tranh mà ông ấy đã vẽ ở Úc vào 20 năm trước. Trời sư tha 20 nền sẽ là 20 năm trước. Rồi trai Âu Đà Lì Yà hoa tờ. Tán sư tha mình tô bù trí tò, nhưng mà họ đều không biết. Tô bù trí tò trơ phủ hoa là bức tranh này. Quý sở mơ chi lên nản mề, không biết là cái bức tranh này tại sao nó lại đi đến Nam Mỹ. Tán sư tha mình tô bù trí tò trơ phủ hoa quý sở mơ chi lên nản mề. Xin trai trơ phủ hoa chữ hiện nay hoặc là bây giờ, trơ phủ hoa là bức tranh này, chữ là đáng giá, có giá trị hoặc là đáng giá. Yi tiền sư quan mì duyện là 14.000, yi quan mì duyện là
10.000 đô la, còn ý tiền sư quan mê viễn là 14.000 đô la. Và sau đây xin mời mọi người hãy đọc theo mình một lần nhé. A lĩnh lĩnh ý tiền. San Diego trai nán mê, hoa y mê viễn mài là y phủ hoa. Er lĩnh y san nén, tha hờ chi chờ, chu chai yên của. Tha hờ chi chờ, chai gia lì, khăn tao là trơ phủ hoa. Chuyện tờ trơ sư y cơ hoa chia hoa tờ hoa. Tha trào tạo là trơ cơ hoa chá. Hoa chá số. Trơ sư tha 20 nền chén tại Âu Đà Lý Yà hoa tờ. Tàn sư tha mân tô bù trí tạo. Trơ phủ hoa quý sở mơ chi lên nản mề. Xin chai trơ phủ hoa trữ y tiền sư hoan mề yuyện. Và tiếp theo đây, xin mời mọi người nghe mình đọc nhanh lại một lần. Và mọi người lưu ý là phần này là luyện nghe cho nên mọi người có thể không nhìn màn hình cũng được, nghe thử xem. Sau khi mà mình nghe giải thích ý nghĩa hết rồi, bây giờ mình nghe thử không nhìn màn hình thì mình có hiểu được nhiều không? Mọi người có thể nghe đi nghe lại phần này cho nhiều lần. Rồi để mà mình nắm chắc, mình thật là thuộc thì mình mới kể lại trôi chảy được. Kể lại trôi chảy được thì mình mới có thể giao tiếp với người bản xứ hay là những người mà sử dụng tiếng phổ thông Trung Quốc á, một cách trôi chảy. Sau đây mời mọi người nghe mình đọc một lần nhé. 2001年, San Diego 在 南美, 花1美元买了一幅画。2013年, 他和妻子住在英国。他的妻子在家里看到了这幅画，觉得这是一个画家画的画。他找到了这个画家。画家说，这是他20年前在澳大利亚画的，但是他们都不知道这幅画为什么去了南美。现在这幅画值 1.4 万美元。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 47 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài. Qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ cho thầy một like. Xin cảm ơn mọi người.